Ngộ ẩm thực vô độ giả. Thuyết cơ khắc yết bình báo. Câu này dễ hiểu. Tham ăn. Hiện nay có rất nhiều bệnh quái gở trong xã hội. Lúc trước chưa từng nghe qua. Bệnh từ đâu đến vậy? Ngạn ngữ nói rất hay: bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khẩu nghiệp kể phía trước sẽ tạo ra họa tai. Tai họa đều phát sinh từ khẩu nghiệp mà ra. Tật bệnh đều từ việc ăn uống. Bệnh từ miệng vào. Lần này tôi ở Hương Cảng, có một đồng tu nói với tôi. Ông nói đây là chuyện có thật ở Hương Cảng. Đây là một tin tức trong xã hội. Mọi người đều biết, mấy năm trước có hai mẹ con người đó rất thích ăn đồ biển. Mỗi ngày đến eo biển đều mua đồ sống. Chẳng phải là họ tự mình bắt, họ mua đồ sống về tự nấu ăn. Đến già thì người mẹ này bị một bệnh kỳ lạ. Khi phát bệnh thì nói nước rất lớn, đi đến đâu cũng là cát bùn, cứ bò tới bò lui trong phòng giống như đang trèo lên bờ, giống như những loại hải sản vậy. Sau này lở loét trên khắp thân mình, xong rồi chết đi. Sau khi người mẹ chết, người con gái cũng bị bệnh giống như vậy. Qua một thời gian chẳng có cách chi chữa khỏi, nên đi khắp nơi cầu thần coi bói và gặp một vị pháp sư. Pháp sư nói với cô đây là quả báo cả đời cô sát sanh ăn đồ biển sống, phải mau sám hối và cho cô phóng sanh ăn chay. Lúc đó cô bèn làm theo, nhưng chẳng kịp nữa, vẫn phải chết. Bạn bè thân quý của cô thấy vậy nên đều ăn chay trường, chẳng dám ăn những đồ biển này nữa. Đây là chuyện có thật. Lúc chết giống như hình tướng những hải sản dưới biển vậy. Quả báo rành rành hiện trước mắt cho bạn coi. Tuy là một tin tức trong xã hội, tôi thấy những tiệm bán hải sản ở Hương Cảng vẫn ngồi đầy khách. Thật đúng là ương ngạnh khó giáo hóa. Bồ Tát gặp những chuyện như vậy, hiện nay nên đem nó đóng thành phim điện ảnh cho chiếu khắp nơi. Nên dán vài tấm nói rõ những quả báo này trong tiệm bán đồ biển để cho mọi người xem. Thật rất đáng sợ. Kiếp đạo binh trong thế gian từ đâu đến? Chính là từ việc ăn thịt của chúng sanh đó. Hiện nay mọi người ai nấy đều chú trọng thân thể khỏe mạnh. Muốn thân thể được khỏe mạnh thì tốt nhất là ăn chay. Trong việc ăn chay tốt nhất là ăn rau cải sống. Hiện nay tôi ăn rau cải sống đã ăn cả 2 tháng nay, nên mọi người thấy tôi rất ốm. Đã ốm bớt đi. Tôi nói với họ thân thể chẳng khỏe, trong việc giao tiếp quá nhiều tốt nhất đừng kiếm chuyện gặp tôi.
nhưng trên thực tế là đang thay đổi đời sống. Lần thứ nhất tôi thay đổi là lúc bắt đầu ăn chay trường. Lúc đó thân thể ốm, đại khái 2-3 năm sau thì thân thể khôi phục lại bình thường. Bây giờ là một sự thay đổi lần thứ nhì, ăn rau cải sống. Cả hơn 2 tháng nay tôi chẳng ăn cơm, toàn ăn rau cải. Buổi sáng ăn một chén cháo, ăn 2 cuộn rau, một chén canh. Hôm nay chúng ta có làm món này không? Nếu có làm, hãy mang vài cuộn, chúng ta đem đến phòng ăn mời lão hòa thượng dùng. Chẳng có dầu, chẳng có muối, hoàn toàn là rau cải sống. Tôi thường nghĩ, bạn coi bò dê ăn cỏ, thân thể của nó cường tráng như vậy. Chúng nó chẳng ăn dầu muối, càng nghĩ càng có lý. Các bà đồng tu giới thiệu cho tôi, sau khi ăn hơn 2 tháng, ăn rất ngon lành, dễ chịu. Đích thật có lợi ích. Chúng ta phải chú ý việc ăn uống, đặc biệt là việc ăn uống hiện đại. Tâm người hiện đại chẳng tốt. Những địa phương khác thì tôi không biết, còn tình hình ở Đài Loan thì tôi biết, đồ ăn nuôi heo toàn là thuốc hóa học. Thúc dục rút ngắn thời gian sinh trưởng của heo, làm cho heo lớn lên nhanh chóng. Sau 6 tháng bèn giết lấy thịt. Cho nên trong thịt heo đều là các độc tố chẳng bình thường. Nói thêm, hồi trước gia súc đều được nuôi bên ngoài. Lúc chưa làm thịt thì đời sống của nó rất tự do tự tại, tâm tình của chúng nó rất thoải mái vui vẻ. Hiện nay những loài súc sanh này vừa sanh ra liền bị nhốt trong lồng, cũng giống như ở tù vậy, bị tù chung thân mãi cho đến khi bị giết làm thịt. Bạn nói tâm tình của chúng nó như thế nào? Trong thịt của nó tràn đầy chất độc, người ta ăn vào làm sao không sinh bệnh cho được, sinh ra những bệnh kỳ quái. Hiện nay ăn chay cũng phiền phức, rau cải cũng có thuốc. Nghe nói gạo cũng có chất hóa học gì trong đó, nên hạt gạo trông rất đẹp đẽ, đều có độc tố. Đúng như trong kinh có nói, uống khổ ăn độc. Ngày nay chúng ta sống cuộc đời như thế đó. Nhà nông chúng ta ở Đài Loan, họ ăn rau cải tự mình trồng, tách rời với những rau cải dành để bán. Họ nói rau cải dành để bán không ăn được, có chất độc. Họ biết nên rau cải có chất độc thì bán cho người ta. Gạo cũng vậy, gạo của họ ăn là gạo trồng riêng ra, còn gạo để bán là loại trồng riêng, đều tách rời ra. Họ bán những thứ có độc này cho người khác, bản thân của họ cũng sẽ chẳng tránh khỏi bị chất độc làm hại, vì tâm họ chẳng thiện. Ngày nay chúng ta cũng phải nói là có duyên, gặp được đồng tu giới thiệu mới biết xú dưỡng có thể hóa giải thuốc từ sâu. Nên những rau cải chúng ta ăn hiện nay đều được xử lý bằng xú dưỡng, phân giải những chất có độc trong rau cải, cho nên đồ ăn sạch sẽ hơn đồ ở ngoài. Việc này có thể đẩy mạnh rộng rãi. Tôi muốn tìm công xưởng chế tạo máy móc này, hy vọng nó có thể sản xuất hàng loạt. Chúng ta tìm cách để giúp họ truyền bá giới thiệu. Có thức ăn khang kiện, tâm lý thanh tịnh, tâm lý từ bi, thân tâm khỏe mạnh. Chẳng có một pháp nào không phải là Phật pháp, pháp nào cũng đều là Phật pháp. Tốt lắm.